Thường thường mà khi mà Hương Thủy và Nguyên Lê về nhà mom, đó là mom tôn nữ châu Anh, thì Nguyên Lê là cọp đực, Hương Thủy là cọp cái. Hai con cọp. Nhưng mà quý vị nghe chữ nào hay hơn? Thường thường nghe cọp đực nó hay đúng không quý vị? Hiền đúng không? Nghe cọp cái dữ quá đúng không quý vị? Quý vị nghĩ cọp nào hay hơn à? À cọp cái. Mà đặc biệt là quý vị biết làm sao không? À thường thường thôi bây giờ cho anh kêu em là em đi nha. Thật ra Hương Thủy với Ấn Hương Nguyên Lê có mấy tháng rồi, ăn gian quá. Nhưng mà ở Việt Nam mình có lớn hơn một ngày cũng là chị mà thôi. Bây giờ đây là cho anh xưng anh cho em nè. Rồi. Quý vị thấy rồi. Hay hôm nay mặc đồ có đồng phục không ạ? Không hẹn nhưng mà gặp đồ rất là hợp và tông. Anh ơi, nghe chị nói anh nghe nè. Chị nói anh á là anh cứ đứng đây và hát, và hy vọng tiếng hát của chúng ta sẽ hát làm sao mà quý vị cảm thấy mũi lòng mà thương, mà coi như phải cúng dường chứ đứng hát hoài đâu được phải không? Thôi giờ hát bài gì nè? Hả? Thôi bây giờ mình gặp nhau nhiều lần rồi mà mấy tháng mình chưa gặp anh cũng nhớ em. Thôi bây giờ mình hát lại ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, đó là nhạc phẩm Con Đường Xưa Em Đi. Quý vị thấy được không ạ? À? Được không quý vị? Nhưng mà hát xong rồi quý vị thương chùa, quý vị cung thỉnh hết dùng cho hai đứa được không ạ? À? Anh ơi cho Con Đường Xưa Em Đi nha. Rồi hai đứa đi nha. Bây giờ em diễn đây không có chồng mà. Của bà đó, có chồng cho ổng muốn chết. Dạ phải còn Đường Xưa Em Đi mà còn thêm cái giỏ đó hả? Trời dễ thương quá. Con đường xưa em đi vạn lý mãn tóc về ngõ buồn đường tái đây. Anh làm thơ vô quy khênh qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vô quy vì mưa gió không về trên trường anh bước đi. Nàng huyền đôi mi ngóng theo đường lắng nghe hỏi con ai cứu chi. Em ơi nhìn gió lên khơi lòng có trong người một người xa cuối trời. Còn